Hôm nay chúng ta sẽ trao đổi với nhau về một số các cái công cụ tô vẽ chỉnh sửa ảnh. Thế thì trước hết là công cụ tô vẽ đã. Chúng ta nói về công cụ tô vẽ. Thì công cụ tô vẽ của chúng ta thì ngoài cái công cụ là ngoài cái công cụ để mà tô màu, đó là tô màu chuyển, rồi các loại tô màu chuyển, thì chúng ta còn một cái phương pháp nữa để chúng ta đưa màu sắc các thứ vào trong một bức ảnh, đấy là chúng ta sử dụng công cụ bút vẽ, brush tool để chúng ta tô vẽ vào trong bức ảnh. Thế thì về mặt nguyên tắc thì công cụ brush tool này thì chúng ta nhấn phím B để gọi nó, sau đó thì chúng ta sẽ thiết lập cái màu mà chúng ta muốn đưa vào ở trong ô màu tiền cảnh. Đấy. Trong ô màu tiền cảnh, sau đó thì chúng ta sẽ vẽ vào trong cái bức hình, tô vào trong bức hình. Cái lệnh này, sử dụng công cụ này thì chúng ta sẽ vẽ vào trong cái bức hình, thì cái đầu bút vẽ tới đâu thì nó sẽ đưa cái màu tiền cảnh vào tới đó. Tuy nhiên là chúng ta lưu ý tới mấy vấn đề. Công cụ bút thì nó cũng có những cái thuộc tính giống như công cụ tẩy mà hôm trước mà chúng ta đã trao đổi, có nghĩa là chúng ta sẽ thiết lập các cái kích thước đầu bút này to nhỏ đến đâu này, đầu bút cứng hay mềm này, rồi opacity, cái độ đậm nhạt của cái công cụ khi mà sử dụng, đó là đậm đặc hay là trong này. Thế ngoài ra thì chúng ta còn lưu ý thêm tới một cái vấn đề nữa, đó là khi sử dụng cái công cụ bút này thì chúng ta có thể kết hợp giữa các cái chế độ hòa trộn của công cụ để mà chúng ta tạo ra những cái kết quả khác nhau khi mà chúng ta đưa cái công cụ này vào trong cái bức hình để chúng ta tô vẽ. Bình thường nếu như mà chúng ta thiết lập thì chúng ta sẽ tô bằng cái chế độ gốc của nó là chế độ normal. Normal thì nó sẽ đậm đặc như thế này. Nếu mà chúng ta giảm opacity thì khi mà chúng ta tô vào thì màu nó sẽ vào nhẹ như thế này. Thế còn nếu trong trường hợp mà chúng ta thay đổi cái chế độ hòa trộn của nó, của cái bút, thì kết quả nó sẽ có cái sự khác biệt. Ví dụ như là tôi chuyển một cái chế độ khác, chẳng hạn như là chế độ Dislow. Đây, chúng ta cùng nhau quan sát thử. Trước hết là tôi đưa cái độ cứng của cái ngòi bút về là 100% này, kích thước là 50, ví dụ như thế này. Bây giờ tôi để ở chế độ Opacity là 100. Đây, chúng ta thử nghiệm một chút. Thì khi mà tôi kích chuột vào đây, tôi lấy cái này to lại một chút, 200 đi. Khi mà tôi kích chuột vào đây thì cái công khi mà tôi kích chuột vào thì cái kích thước của cái đầu bút của chúng ta nó to bao nhiêu thì nó sẽ cho cái nét vẽ đúng bấy nhiêu đó. Khi mà tôi gia giảm độ cứng của nó thì cũng vẫn cái size ở đó, thì nó sẽ cho tôi những cái nét mà nó sẽ bé hơn, mặc dù là size là bằng nhau nhưng do biên mềm cho nên là chúng ta sẽ có cái kết quả là trông nó có vẻ bé đi. Đấy. Thứ nhất là ảnh hưởng của cái biên cứng hay biên mềm tới cái nét vẽ của chúng ta là như thế. Thứ hai là nếu mà opacity thì khi mà chúng ta giảm opacity thì nó cũng sẽ tác động tới cái nét vẽ của chúng ta. Đây, ví dụ opacity đường này thì màu nó sẽ rất là nhẹ, chúng ta có thể nhìn xuyên qua cái nét bút mà chúng ta đã vẽ và chúng ta vẫn nhìn thấy được xuống dưới cái phần nền ở bên dưới. Thế còn trong trường hợp tất cả các cái thao tác nó vẫn chuẩn như gốc lúc đầu nhưng mà chúng ta lại thay đổi cái chế độ hòa trộn thì lúc này chúng ta cũng sẽ có những cái sự khác biệt đi. Ví dụ như là chúng ta so sánh thử một cái nét bút theo kiểu Dislow và chẳng hạn thì nó sẽ không được mịn màng nữa mà nó sẽ gai như thế này. Nếu như tôi giảm cái opacity xuống thì chúng ta lại còn nhận được một kết quả trông khác nữa, tức là nó sẽ không đặc hẳn. Đấy, nó giống như là một cái miếng mút chấm vào
màu rồi chúng ta đập vào trong giấy ấy, nó vẫn cứ có những cái khoảng hở, nó không kín hết màu được. Tương tự như thế thì khi tôi chuyển sang các cái chế độ khác, ví dụ như là chế độ Dark Multi rồi Color Burn, Liner Burn, Dark Color chẳng hạn, thì những cái này khi mà chúng ta đưa vào thì cũng vẫn một cái kích thước bút như thế, cũng vẫn độ cứng mềm như thế, cũng vẫn opacity như thế, nhưng chỉ vì là thay đổi cái chế độ hòa trộn thì chúng ta sẽ nhận được những kết quả vô cùng khác nhau. Đây, ví dụ bây giờ tôi lấy thử một cái bức ảnh nhá, chúng ta thử nghiệm xem. Trước hết là tôi sẽ thay đổi cái kích thước bút nhỏ lại một chút. Bây giờ chúng ta thử nghiệm nhé. Ví dụ nét bút no mà kết quả không nhìn thấy gì nữa. Ok, bây giờ thay vào display cũng vẫn đặc, nhưng mà cái nó chỉ khác là cái biên nó không được mềm mại đó. Bây giờ tôi thử một cái chế độ khác, darken. Lúc này các bạn nhìn thấy là gì ạ? Màu rất sẫm, nhưng mà tôi vẫn có thể nhìn thấy được các cái chi tiết, những cái nét môi, khóe môi của cái ảnh gốc ở bên dưới. Đó. Tiếp nữa, chúng ta thử nghiệm xem là ở chế độ multi cũng tương tự đậm như thế và cũng vẫn nhìn thấy. Color burn tương đối đậm nhưng mà nó sáng hơn cái vừa rồi một chút mà vẫn nhìn xuyên. Hầu hết các chế độ là đều cho phép là nhìn xuyên, hòa trộn với lại những cái màu sắc vốn có. Đấy. Liner burn, hầu những cái gì mà nó có cái tính chất có thêm cái chữ dark hoặc là burn thì bao giờ nó cũng sẽ làm cho cái màu của chúng ta khi tô vào nó trở nên là đậm. Dark color thì cái này nó tô thì nó kín nhưng mà nó lại không tô lên, nó không dập xóa lên trên những cái điểm mà màu tối, màu sẫm. Đấy, các bạn nhìn thấy dark color nó cho phép những cái màu sẫm, màu tối ở bên dưới nổi lên trên, nó không dập xóa những cái điểm đó. Rồi lighten, đấy, tô vào nhưng mà các bạn nhìn thấy là màu nó rất là sáng. Tương tự như thế, các bạn sẽ thấy rằng là chúng ta có thể là cùng một cái bút với kích thước giống nhau, đúng không? Độ cứng mềm giống nhau, opacity giống nhau, màu sắc giống nhau, nhưng khi tôi thay đổi chế độ hòa trộn thì nó tô lên một cái điểm nào đó, nó sẽ lại cho chúng ta những cái kết quả hoàn toàn khác nhau. Thế thì chúng ta sử dụng cái bút này tô vẽ vào trong cái bức hình và bằng cách là thay đổi cái thuộc tính của cái bút khi mà chúng ta sử dụng thì chúng ta có thể tạo ra những kết quả nó tương đối là khác biệt, phù hợp với lại yêu cầu. Ví dụ trong trường hợp mà chúng ta sử dụng cái bút này để chúng ta tô vào thì lưu ý là chúng ta còn có ngoài những cái thứ như thế này, thì chúng ta sẽ có những cái tương đối đặc biệt mà chỉ có công cụ bút này nó có thôi. Đấy. Chúng ta đang có hai cái nét mà nó đang bị hai cái chế độ mà nó đang bị ẩn đi, thì đó là chế độ B2 và Clear. Riêng B2 thì các bạn sẽ thấy là nó chỉ có ở trong cái bút này thôi. Đây, các bạn xem thử. Hiện tại bây giờ chúng ta đang làm việc ở trên lớp background. Ví dụ bây giờ tôi tạo thêm một cái layer mới. Ở trên layer này, ví dụ tôi tạo ra một cái vùng như thế này và tôi tô màu vào. Thế thì chúng ta sẽ có một số điểm điểm ảnh nó nằm ở trên cái layer 1 này. Bây giờ tôi đổi một cái màu mới. Ví dụ màu xanh này đi. Sau đó tôi sử dụng bút và tôi sử dụng cái chế độ là B2. Thì các bạn sẽ thấy rằng là có một cái điểm rất là đặc biệt. Khi mà tôi tô vào cái vùng mà đang có điểm ảnh như thế này thì tôi không tô được. Nhưng tôi lại có thể tô vào cái vùng mà chưa hề có điểm ảnh. Cái điều này thì nó gây ra một cái cảm giác là giống như là nó không tô lên phía trên mà nó tô ra phía sau của những cái điểm ảnh đang có. Thực ra thì nó vẫn nằm ở trên cùng một layer thôi, nhưng mà nó không cho phép tô vào những cái vùng đang có
đang có điểm hạnh. Đây, ví dụ tôi tô vào đây cũng không được, nhưng tôi tô ra đây thì được, mà tôi tô ra đây thì được, có nghĩa là nó luôn luôn gây ra cảm giác là tô ra phía sau. Đấy. Thế và chúng ta còn có thêm một cái chế độ nữa là cái chế độ clear, có nghĩa là khi mà chúng ta tô vào đâu thì nó lại hoạt động lại giống như cái tẩy, là nó sẽ xóa bỏ tất cả những cái điểm mà nó di qua. Thế thì chúng ta có thể sử dụng cái bút này để chúng ta tô vẽ vào những cái vùng mà chúng ta cần tô vẽ, lúc nào cần đậm đặc, lúc nào cần rõ ràng thì chúng ta sẽ để ở chế độ normal. Đấy, rồi lúc nào mà chúng ta muốn là đưa thêm màu vào nhưng không ảnh hưởng tới những cái chi tiết mà vốn có ở bên dưới thì chúng ta sẽ đổi cái chế độ đi. Và thông thường ví dụ như là khi chúng ta làm những cái thao tác mà đưa thêm màu mè vào hoặc là thay đổi màu mè thì chúng ta có thể là sử dụng cái chế độ là đây, chúng ta sẽ sử dụng cái chế độ này hoặc là hue, hoặc là saturation, hoặc là color. Thông thường là người ta đưa màu vào là người ta sẽ sử dụng chế độ color. Ví dụ như là bây giờ tôi đưa vào một cái màu như thế này. Ví dụ như là tông Hàn Quốc đi. Đấy, ví dụ thì đây là chúng ta đã có một cái màu nó đưa vào thế này. Thế còn nó lẩn ra ngoài hay như thế nào đó thì các bạn có thể sử dụng những cái tẩy. Ví dụ chúng ta để chế độ tẩy history, chúng ta để cái viền mềm, đúng không? Sau đó thì chúng ta tẩy nhẹ nó đi để chúng ta xử lý cái biên cho nó mềm. Ví dụ như thế thì là chúng ta có thể là sử dụng những cái công cụ này kết hợp giữa bút và tẩy để chúng ta có thể đưa màu vào, chúng ta make up, chúng ta tô vẽ thêm thấp màu sắc vào trong cái những cái hình ảnh này. Để ví dụ đổi màu mắt nha. Tức là các bạn có thể là bằng cái cách như thế này, các bạn đưa những cái màu sắc vào trong các cái bức hình. Chỗ nào thừa thì các bạn có thể là dùng tẩy các bạn xóa đi. Tuy nhiên là cái chế độ hòa trộn thì không phải chỉ ở riêng công cụ có, mà chúng ta còn có thể là thay đổi cái chế độ hòa trộn ở trên một layer. Bây giờ tôi không làm những cái thao tác tô màu trực tiếp vào trong cái layer như này nữa. Cách làm thì chúng ta nên làm theo cái cách là làm trên một layer riêng. Lúc này thì nó sẽ có được cái tính linh hoạt cao hơn và nó đảm bảo an toàn cho cảnh gốc. Ví dụ như là khi tôi đưa một cái màu gì đó vào đây, tôi có thể là tô trực tiếp lên trên cái layer này, tức là tôi tô lên một layer phía trên, và trong trường hợp này thì tôi lại sử dụng cái chế độ normal thôi. Đây các bạn quan sát, ví dụ tôi tô lên đây, bằng cách tô như thế này thì chúng ta thấy rằng màu sắc nó đang được đưa vào. Tuy nhiên là khi chúng ta đưa vào như thế này thì nó sẽ lấp kín hết tất cả các cái điểm ảnh ở bên dưới và chúng ta không nhìn thấy gì cả. Tuy nhiên cái việc này thì cũng không có cái vấn đề gì căng thẳng hết. Chúng ta có thể dễ dàng xử lý nó bằng cách là chọn cái layer này. Sau đó thì thay vì việc là chúng ta sử dụng cái blending mode ở công cụ thì chúng ta sẽ chuyển đổi cái blending mode cho một cái layer.
Và lúc này thì màu sắc nó lại trở nên trong trẻo và chúng ta có thể nhìn xuyên qua được. Và sau đó thì các bạn có thể là sử dụng tẩy. Đó, các bạn sẽ tẩy hết tất cả những cái gì mà nó nằm ở quá cái phạm vi mà các bạn mong muốn. Thế thì cái này nó sẽ rất là tiện, tại vì là khi mà tôi muốn xử lý cái gì, tẩy xóa hoặc là làm cái gì đó thì nó dễ hơn rất là nhiều. Nó tại vì là nó nằm ở trên một lớp độc lập, tôi có thể bật, tôi có thể tắt cái này. Đấy, ví dụ như là cái phần môi này chẳng hạn, tôi không thích cái môi này có cái màu đó thì tôi có thể là xóa nó đi. Để tôi sẽ thao tác ở trên một cái layer khác, ví dụ cho môi đỏ đi, tôi lại lên một cái layer khác, đúng không? Tôi lấy một cái màu môi đi, sau đó thì tôi tô vào đây. Tốt nhất là cũng nên lấy một cái bút tương đối mềm thì cái biên của nó sẽ dễ xử lý hơn. Đến đây chúng ta có thể là giảm cái kích thước, giảm cái size xuống nhỏ đi để chúng ta tô vào những cái vùng mà nó bé, nó đòi hỏi tinh tế hơn. Sau khi mà chúng ta tô vào đến đây thì chúng ta cũng sẽ lại thay đổi cái chế độ, chúng ta đưa nó về color ví dụ như thế, và lúc này thì chúng ta mới lấy bút chúng ta điều chỉnh thêm. Ngoài cái việc là dễ dàng trong cái thao tác là tẩy xóa thì ngay trong cái quá trình mà chúng ta xử lý, chúng ta cũng có thể thêm bớt được nó bằng cách là chúng ta sử dụng cái chế độ opacity của một layer, đúng không? Tôi có thể làm cho nó dịu bớt đi, ví dụ như thế này. Thế thì cái thao tác như thế này sẽ giúp cho chúng ta là giải quyết được cái việc là đưa màu đưa mè vào, ví dụ như là mắt cũng thế. Ở phần mắt này tôi không để mắt, tẩy bỏ cái phần này đi để tôi đưa sang một cái màu khác, ví dụ trong tròng mắt chúng ta cũng không để vào cho màu tím này nữa. Đó. Sau đó thì chúng ta có thể đưa màu mới lên đây, ví dụ như là tôi lấy màu xanh này đi. Sau đó cũng chuyển đổi color, ví dụ như thế. Thế thì chúng ta sẽ có những cái màu sắc rất là thoải mái khi mà chúng ta thêm bớt vào đây. Bằng cách như thế này, các bạn có thể là tự mình backup cho bất cứ một cái ảnh nào của mình, thêm màu tóc, màu tai, thêm các thứ. Ví dụ bây giờ tôi có thể là làm việc cho một cái lớp, tôi đưa một cái màu tóc trông cho nó dị một tí, ví dụ như thế này chẳng hạn. Đó. Chúng ta có thể tô một đường dạng như này đi, sau đó cũng làm sao đây ạ, để chế độ color đi. Lúc này thì không cần cái gì thì các bạn tẩy xóa phần đó đi, nền không cần này đó. Không phải là hai line nữa mà bây giờ là rất nhiều line, ví dụ như thế. Thế thì với cái cách như thế này thì chúng ta có thể làm lại đang để cái tẩy cái chế độ đang để tẩy ở chế độ history cho nên là nó lại vẽ lại luôn cả một số thứ. Này, ví dụ như này thì các bạn thấy rằng là chúng ta có thể đưa bất cứ màu mè như thế nào. Mặt này màu có vẻ sậm quá chẳng hạn, chúng ta cũng có thể là giảm opacity bớt nó đi. Đấy, lúc này thì nó phân phớt thôi. Thế như thế là chúng ta rất là linh động trong cái thao tác.
tôi không thích cái nào tôi tắt bỏ cái lớp đó đi, đúng không? Hoặc là tôi tăng giảm opacity, tôi có thể làm rất là nhiều thứ và nó linh hoạt. Điều quan trọng nhất là nó không ảnh hưởng tới cái hình ảnh gốc của chúng ta. Thì đấy là cái cách thức mà chúng ta sẽ làm việc với lại cái công cụ Brush để chúng ta tô vẽ. Ngoài ra thì chúng ta còn có thêm một cái công cụ nữa như thế này. Ở trong cùng cái nhóm này thì chúng ta còn có một cái công cụ, nó gọi là công cụ Color Replacement Tool. Công cụ này nó sẽ giúp cho chúng ta là thay đổi màu sắc một cách dễ dàng hơn, chính xác hơn. Tôi lấy ví dụ như là bây giờ chúng ta lấy một cái ảnh có màu đi. Chẳng hạn như là lấy con này nhá. Đây, lấy cái ảnh này đi. Ví dụ như là các bạn nhìn thấy là cái cô này đang mặc cái quần xanh này, đúng không? Tôi đưa chuột vào đây và tôi vẽ một vài đường. Cái màu đã được thay vào trong cái quần của cô này rất là nhanh. Các bạn thấy rằng là cái công cụ của tôi nó rất là to, nó nằm chồm ra quả cái không gian xung quanh, lẫn trong cái phạm vi cái quần, rồi kể cả chạm lên áo. Tuy nhiên khi tôi tô vào thì các bạn thấy rằng tôi đổi rất nhanh cái quần màu xanh biển sang thành màu xanh cây, mà nó không hề lem ra ngoài tí nào. Thế thì cái này nó cũng có một cái lý do của nó, là các bạn để ý cái đầu công cụ của tôi nó có một cái hình chữ thập, và khi mà tôi sử dụng cái công cụ bút này tôi tô vào đâu thì các bạn để ý là cái chữ thập nó đặt vào đâu thì cái màu mới mà chúng ta tô đè lên ấy, nó sẽ chỉ tô vào trong cái màu nào, cái khu vực màu nào mà giống như màu đang nằm ở cái dấu chữ thập thôi. Đấy, còn cái màu khác mà nó không nằm ở trong cái ngưỡng mà đo được ở trong cái dấu chữ thập thì nó sẽ bỏ qua. Do đó với cái cách như thế này thì tôi có thể tô một cái màu vào trong một cái điểm ở đó rất là nhanh, mà tôi lại không sợ là nó bị lem ra ngoài. Cái cách này nếu như mà chúng ta sử dụng bút này có tô được không? Bút này tô hoàn toàn tô được, miễn là tôi làm sao đây nhỉ? Tôi chuyển đổi sang thành cái chế độ color, đúng không? Tôi tô vào đây tô được. Nhưng mà đây các bạn thấy rằng là cái kết quả là nó bị làm sao nhỉ? Nó bị lem ra ngoài, tại vì là chúng ta chưa đặt vùng chọn, cho nên là nó khi mà ra khỏi cái khu vực mà chúng ta cần là nó vẫn cứ tô ra ngoài nền. Tuy nhiên là nếu như mà chúng ta sử dụng cái công cụ của color replacement này thì lại thao tác chúng ta có thể làm tương đối dễ. Tất nhiên là các bạn cũng để ý rằng là khi mà cái màu ở trong cái dải vải này với màu trời mà nó rất là giống nhau thì lúc này chúng ta sẽ thấy là nó cũng sẽ vẫn tô ra chứ không phải là không. Do đó nếu như mà muốn là vẫn đảm bảo được cái màu sắc mà nó chỉ ăn vào trong cái phạm vi cái dải vải mà chúng ta cần thì chúng ta cần phải có một cái thao tác là giảm bớt cái tolerance đi để cho nó phân biệt được cái màu ở trong dải vải với lại cái màu ngoài trời. Đấy, thì lúc này thì chúng ta sẽ phải xử lý như thế, hoặc nếu trong trường hợp mà nó vẫn quá giống nhau thì lúc đấy chúng ta buộc lòng là phải sử dụng pen đó, hoặc bất cứ một công cụ nào đó chúng ta tạo ra cái vùng chọn riêng cho cái này rồi chúng ta tô vào. Thế thì về mặt bản chất thì cái công cụ color replacement này thực ra thì nó cũng chỉ là cái công cụ bút thôi đấy, nhưng mà nó có hai cái đặc điểm. Một là nó có cái dấu chữ thập để mà nó đo cái màu khi mà chúng ta tô thêm vào, và một cái thứ hai nữa là cái chế độ nó mặc nhiên là nó chuyển cho chúng ta sang chế độ color. Thực ra thì nó còn một vài chế độ khác nữa, nó là hue, saturation, color, luminosity, thì nó sẽ cho chúng ta xuống cái nhóm này, mà mặc định lúc đầu tiên thì nó để sẵn ở cái chế độ color. Thế thì nó sẽ giúp chúng ta là xử lý mọi thứ là nó sẽ nhanh hơn và chủ động hơn. Đấy. Thì đấy là cái công cụ bút thông thường và cái công cụ color replacement. Ngoài ra thì chúng ta còn có một cái nữa cũng gọi là brush, thì chúng ta có một cái gọi là history brush. Thì cái công cụ này thì nó cũng tương tự như là cái tẩy history thôi, có nghĩa là khi mà tôi sử dụng cái công cụ này mà tôi di vào đâu thì nó sẽ khôi phục lại cái nguyên trạng của cái vùng mà đã bị thay đổi. Đấy. Nếu như mà các bạn
đã từng nghe gì đó về vấn đề vẽ vời hay bảo tàng thì chúng ta sẽ thấy rằng là cái dạng này nó vẽ là nó giống như là phục chế lại một cái nguyên trạng ban đầu của bức tranh. Thế đấy là mấy công cụ với bút. Bây giờ chúng ta sẽ nói tiếp sang một cái nhóm công cụ nữa, mà đấy là vẽ mà. Thế còn chỉnh sửa rồi thì vá víu các thứ thì chúng ta dùng cái gì? Đây, chúng ta sẽ giới thiệu tiếp sang một cái nhóm thứ hai, đó là cái nhóm công cụ Blonde Stamp.